chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại chủ nợ rồi lấy đá dìm ở Phú Quốc. Ngày 19 tháng 10, lực lượng chức năng của thành phố Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp nghi phạm hạ sát một phụ nữ ở Phú Quốc để cướp tài sản. Trước đó một ngày, Công an thành phố Phú Quốc nhận được tin báo phát hiện thi thể một phụ nữ tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Qua khám nghiệm, nạn nhân được xác định là bà L.T.L. sinh năm 1984, ngụ xã Dương Tơ. Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thành phố Phú Quốc khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Xác định được nghi phạm là Huỳnh Trung Quân, sinh năm 1978, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở xã Tân Hội. Lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động đã phối hợp cùng Công an xã Tân Hội nhanh chóng bắt giữ được đối tượng. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Quân cho biết do nợ tiền bà L nên đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản. Chiều 18 tháng 10, Quân hẹn bà L gặp mặt để trả nợ và nhờ bà L chở đi lấy tiền. Đến đoạn đường vắng, Quân đã tấn công nạn nhân đến khi nạn nhân không qua khỏi. Sau khi lấy tiền, nữ trang, điện thoại của nạn nhân, Quân kéo thi thể lại vũng nước gần đó, dùng đá dìm xuống để phi tang, rồi rời khỏi hiện trường. Nam thanh niên ở Phú Quốc bị sát hại ở khu vực vắng người. Trước đó vào ngày 23 tháng 7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Lâm Hoàng Thưởng, sinh năm 2002, ngụ thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, 25 năm tù về hai tội, giết người và cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án này là Lâm Quốc Bảo, sinh năm 2007, bị hạ sát tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 16 tháng, Thưởng đến thành phố Phú Quốc để tìm việc làm. Chiều 1 tháng 12 năm 2023, thấy Bảo, người từng cùng nhóm bạn đuổi đánh mình vào năm 2021, Thưởng liền nảy sinh ý định trả thù. Thưởng nhắn tin cho Bảo, nói chở mình đi uống cà phê, đi lấy tiền rồi sẽ trả công 500.000 đồng và được đồng ý. Khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi nhắn tin địa chỉ cho Bảo đến chở đi, Thưởng lấy hung khí giấu vào túi quần. Bảo chạy xe máy chở Thưởng đi uống nước mía gần Dinh Cậu, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Tại đây, Thưởng hỏi Bảo, mày có nhớ hồi đó tụi mày đánh tao không? Bảo trả lời, quên sao được. Thưởng quay sang nhìn Bảo cười, sau đó hai người ngồi bấm điện thoại. Khoảng 60 phút sau, Thưởng kêu Bảo chở đi theo sự chỉ dẫn của gã. Khi đến khu vực vắng người qua lại ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, Thưởng kêu Bảo dừng xe lại, hỏi, mày còn nhớ chuyện cũ hả? Mày còn nhớ chuyện đánh tao không? Bảo chưa kịp trả lời thì bị Thưởng đánh vào mặt. Hoảng sợ, Bảo xuống xe bỏ chạy, được một đoạn thì vấp ngã. Thưởng chạy đuổi theo, hai bên đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Thưởng lấy hung khí tấn công làm Bảo trọng thương. Lúc này, do thấy hai người chạy xe máy đến nên Thưởng dừng lại, lấy xe của Bảo chạy về nhà, sau đó bỏ trốn. Bảo được người dân đưa đến trung tâm y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu nhưng đã tử vong do bị thủng gan. Kẻ sát hại, phân xác, phi tang Á Khôi 17 tuổi, lĩnh án tử hình. Ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, trú tại khu Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Khanh bị cáo buộc đã sát hại, phân xác Á Khôi rồi đem phi tang ở sông Hồng, gây xôn xao dư luận. Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Khanh làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách tại địa bàn thành phố Hà Nội. Qua công việc, Khanh quen biết với chị N, 17 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, là Á Khôi một cuộc thi áo dài. Trong quá trình quen biết, Tạ Duy Khanh nhiều lần môi giới, giới thiệu cho N đi tiếp rượu với khách hàng với giá 2 triệu đồng một lần trên 4 tiếng và bị cáo được hưởng tiền 25% số tiền khách trả cho cô gái này. Khoảng tháng 4 năm 2022, Khanh cho chị N vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng một triệu một ngày. Đến cuối năm 2022, chị N trả cho Khanh được 5 triệu đồng. Bị cáo này cũng nhiều lần đòi tiền nhưng chưa được. Với mục đích đòi nợ, chiều 10 tháng 10 năm 2023, Khanh gọi cho N, nói dối là có khách muốn gặp nên cô gái đã đồng ý. Sau đó N đến khu đô thị cao cấp tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội gặp Khanh. Hai người đi ăn tối cùng một người đàn ông khác. Đêm cùng ngày, Khanh nói dối N là đi taxi để gặp khách, nhưng khi lên phòng, Khanh bắt đầu đòi nợ. Giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khanh đẩy chị N ngã vào chiếc bàn rồi lôi vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, chị N tỉnh lại thì bắt đầu la hét. Khanh đã cầm hung khí tấn công nạn nhân rồi lấy túi và điện thoại của chị N. Lúc này, Khanh nảy sinh ý định mang thi thể chị N ra sông Hồng để che giấu hành vi phạm tội. Tại đây, Khanh đã phân thi thể của nạn nhân cho vào thùng xốp và dán kín lại bằng băng dính. Rạng sáng 11 tháng 10 năm 2023, Khanh gọi điện thoại đến tổng đài đặt một chiếc xe ô tô taxi đến đón Khanh, mục đích mang vứt bỏ chiếc thùng xốp trên. Đến 1 giờ 40 phút ngày 11 tháng 10, tài xế Thờ nhận được lệnh điều xe của tổng đài đã điều khiển xe ô tô taxi đến sảnh tòa nhà S2.12, khu đô thị cao cấp chờ Khanh. Sau đó, Khanh đã nhờ anh Thờ đi lên trên tầng, bê hộ thùng xốp xuống xe ô tô để ở ghế sau của xe ô tô taxi. Khi lên xe ô tô, Khanh yêu cầu anh Thờ điều khiển xe đi đến khu vực phường Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với mục đích tìm nơi vứt thi thể chị N. Khi xe ô tô đi được một lúc, Khanh lại nảy sinh ý định vứt thi thể chị N xuống sông Hồng nên yêu cầu anh Thờ di chuyển đến khu vực cầu thang dẫn xuống sông Hồng, đối diện với miếu bản làng Giang Cao thuộc địa phận thôn 2, đường Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội thì dừng xe lại. Tại đây, Khanh thanh toán tiền thuê taxi và nhờ anh Thờ bê chiếc thùng xốp để xuống đường. Sau đó Khanh bê chiếc thùng xốp xuống mép bờ sông Hồng, cởi quần áo và bơi đẩy chiếc thùng xốp ra cách xa bờ sông, tìm kiếm ba hòn đá đặt đè lên rồi ra về. Đến khoảng 18 giờ 45 phút ngày 11 tháng 10, lo sợ thi thể của chị N ở bờ sông Hồng bị mọi người phát hiện, Khanh điều khiển xe máy mang theo một đoạn dây dù quay lại để kiểm tra. Khanh dùng mảnh chăn quấn lại và tiếp tục xếp các viên đá đè lên. Tiếp đến, rạng sáng 13 tháng 10, Khanh mang xi măng đổ lên trên chiếc chăn cuốn phần thi thể nạn nhân. Sau đó Khanh bỏ trốn về nhà bố mẹ tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Khi biết cơ quan điều tra phát hiện hành vi phạm tội của mình, Khanh đã dùng hung khí tự gây thương tích. Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Tạ Duy Khanh bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Hình xăm hoa sen và những mảnh thi thể ở sông Hồng. Ngày 13 tháng 10 năm 2023, như bao ngày mưu sinh khác, anh Đê đang chèo thuyền trên sông Hồng, đoạn thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Anh Đê là một người dân đánh cá ở khu vực này nhiều năm qua. Tuy nhiên, chính anh Đê cũng không ngờ mình là người đầu tiên phát hiện ra một vụ trọng án nghiêm trọng. Theo đó, 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2023, khi anh đang bơi thuyền đánh cá ở sông Hồng thì tá hỏa nhìn thấy mảnh thi thể người. Theo lời kể của người đàn ông này, anh nhìn thấy một phần chân người nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 30 m. Sau đó anh tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ. Tìm kiếm thêm, anh Đê thấy phần thân của nạn nhân được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá. Đặc biệt, khu vực giấu phần thân này được đổ lên một lớp xi măng. Ngay sau khi nhận thấy những mảnh thi thể, ngay lập tức anh Đê đã gọi điện cho cơ quan công an. Lúc đó, chuông điện thoại của tổng đài 113, công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một số thi thể người tại mép bờ sông Hồng thuộc khu vực miếu bản, địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Từ đây, một vụ trọng án được các cơ quan chức năng tiến hành bóc gỡ. Ngay sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và giao Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Lâm tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tổ chức hoạt động điều tra theo quy định pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã rà soát, mở rộng hiện trường, thu giữ được các bộ phận người đã bị phân thành nhiều mảnh. Qua khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn phân hủy. Đáng chú ý, một đặc điểm nhận dạng của nạn nhân là ở bên một chân có xăm hình hoa sen. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp, gây nên bởi hai vết thương tại phổi và tim. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nhận định đây là vụ án giết người. Để che giấu hành vi phạm tội, sau khi giết chết nạn nhân, đối tượng đã lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân, phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, đem vứt, giấu xác nạn nhân tại sông Hồng, khu vực miếu bản thuộc địa phận thôn 2, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hành vi của đối tượng đã gây khó khăn cho công tác xác minh, xác định tung tích nạn nhân, thể hiện tính chất dã man của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu được, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thực hiện đồng bộ các hoạt động điều tra để truy tìm tung tích nạn nhân, truy bắt đối tượng gây án với tinh thần quyết liệt, quyết tâm bắt bằng được đối tượng gây án, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.